Hôm nay chị mới vừa săn được thêm một con Innova 2018 bản E số sàn anh chị. Con này được cái nội thất là ghế màu vàng mà người ta ốp thêm cái gỗ này nhìn đẹp lắm. Thì hai cái con Innova bữa chị quay anh chị, hai con đó chị bán rồi. Một con màu bạc và một con màu đồng chị bán rồi. Hôm nay chị mới săn được cho anh chị thêm một con nữa. Mà xe này rẻ hơn. Xe này hôm bữa hai chiếc kia chị bán một chiếc 555 triệu. Một chiếc là 550 triệu. Đó. Thì chiếc này chị bán rẻ hơn luôn. Tại vì chiếc này nó đi nhiều hơn chút xíu à. Hai chiếc kia đi 70.000 cây, chiếc này đi 85.000 cây. Đang trên đường lấy luôn nè, vậy đâu đang ngoài đường nè. Xe này chạy 85.000 cây, số sàn ha. 2018. Được cái là xe này cũng đủ phụ kiện cho anh chị luôn nè. Bọc ghế nè, ghế màu vàng nè, bọc trần ni lông nè. Đó, bọc trần ni lông nè và có lót sàn và có lắp thêm màn Android cho anh chị nữa nè. Đó, lắp thêm màn Android luôn. Màn Android cam hành trình thì chưa có. Đó. Xe này chưa bán giá chỉ 545 triệu thôi. Đó, anh chị các bạn nào quan tâm cứ liên hệ chiều đến coi nha. Thôi bây giờ chiều sẽ đi ra ngoài. Chị sẽ đi ra ngoài quay hết tổng thể cái xe này cho anh chị các bạn xem qua. Thì do cái xe này mới lấy về anh chị. Chiều chưa có kịp dọn dẹp gì hết nữa, nó hơi bụi bặm này nọ thôi. Khi mà trên nói chung là quay xong cái clip này nè, chiều sẽ chạy về và chiều dọn lại toàn cái xe này lại, là anh chị đến anh chị coi là đảm bảo là anh chị là cái xe này nó đẹp sạch sẽ. Và thôi bây giờ chiều sẽ bước ra ngoài nè, chiều quay hết cái xe này cho anh chị các bạn tham khảo qua nha. Được cái là xe này biển Sài Gòn luôn, biển Sài Gòn luôn. Giá chiều bán xe này chỉ 545 triệu thôi. Anh chị các bạn nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp cho chiều đến lấy nha. Và đây là một chiếc Innova E 2018 biển Sài Gòn sẵn luôn anh chị, biển Sài Gòn sẵn luôn. Xe này màu đồng ánh kim luôn, nó rất là đẹp ha. Đang trên đường đi lấy về nè, không tắp vô lề quay cho anh chị luôn. Đó, chiếc này 2018, xe này chiều bán rẻ hơn. Xe này chạy 85.000 cây, chiều sẽ bán với một mức giá chỉ 545 triệu thôi. Anh chị các bạn này quan tâm liên hệ chiều đến coi ha. Xe lắp đầy đủ phụ kiện cho anh chị luôn nè. Ốp inox nè. Ốp inox kính nè, thấy không? Ốp inox ron nè, che mưa nè, phim cách nhiệt nè, bọc ghế, bọc trần lót sàn và chiều thấy cái vỏ xe này còn rất là dày luôn. Có thể là khách hàng đã thay cho anh chị rồi nè, anh chị thấy không? Nè đá 22 luôn. Á, vậy là anh chị lỡ được 4 cái vỏ xe nữa rồi. Đây nè. 4 cái vỏ xe mới tinh luôn anh chị. Đó, 4 cái vỏ xe mới luôn. 2018 luôn, số sàn. Giá chỉ có 545 triệu à. Anh chị các bạn này quan tâm liên hệ chiều đến coi. Được cái xe biển Sài Gòn sẵn luôn. Đó, biển Sài Gòn sẵn luôn ha. 2018. Xe nó hơi bụi bặm thôi, nói chung là đang trên đường lấy về. Được cái thay 4 cái vỏ mới cho anh chị luôn ha. Còn rất là dày luôn. Dày cui à. Đó, để mở cái cửa ra. Xe này nên anh chị được cái này anh chị. Để quay ở ngoài đường. Đứng ở ngoài đường nguy hiểm lắm. Để vô máy trong kia quay. Đây nè, họ ghế da ha. Cái này đã ốp mấy cái ốp gỗ nhìn đẹp anh chị ha. Ốp gỗ nhìn rất là đẹp luôn. Để đi vào trong này mở cửa nè, đã đang ở ngoài đường. Đây, đó, bọc da nè, bọc da cái tấp bi cửa nè, ốp gỗ nè, nhìn rất là đẹp anh chị ha. Ốp gỗ nhìn rất là sang. Cái này là che mưa khách hàng tặng luôn cho anh chị hay gì nè. Che mưa nè. Đó, ghế da màu vàng ha. Ghế da màu vàng có lót sàn cho anh chị nè. Có bọc trần cho anh chị nè và có lắp màn Android cho anh chị nữa nè. Thấy không? Xe đầy đủ phụ kiện. Có mấy cái thảm lót sàn nè, đầy đủ cho anh chị luôn ha. Đầy đủ. Xe này chiều bán giá có 545 triệu à. Khách hàng đã ốp thêm cái body kit cho cái lườn anh chị. Ốp body kit cái lườn anh chị đâu. Rất là đẹp luôn. Đây là màu đồng ánh kim đúng không anh chị? Màu đồng ánh kim. Anh chị nào quan tâm cái dòng Innova E 2018 ha. Số sàn. Cái này là hình như là người ta sơn đúng không anh chị? Người ta sơn luôn. Người ta sơn luôn. Nè. Sơn. Này sơn luôn. Đó. Nè, có lắp màn Android sẵn nha anh chị ha. Màn Android cần số 85.000 cây nè. Đó, vô lăng 85.000 cây nè. Còn đẹp anh chị nha. Cái vô lăng không có mòn luôn. Cái này là có thể là trong cái quá trình sử dụng á, người ta sử dụng bọc vô lăng anh chị, bọc vô lăng á. Đây nè. Đó, ghế da bọc trần, ghế da màu vàng. Đó, cái này là sơn luôn hay gì nè, sơn luôn. Sơn. Có ốp gỗ cho anh chị nè, ốp gỗ ha. Ốp gỗ, tấp bi cửa cũng bọc da luôn, đầy đủ ha. Xe này chiều bán giá chỉ có 545 triệu à. Anh chị các bạn nào quan tâm liên hệ chiều đến coi ha. Do cái máy nó dơ lắm. Cái này thì anh chị có thiện chí cứ đến coi đi ha. Cái này chiều sẽ tranh thủ chiều chạy về dọn cái xe liền nè, cho nó đẹp đẽ để phục vụ anh chị ha. Giá 545 triệu thôi, Innova E 2018 lắp đầy đủ phụ kiện, bọc ghế, bọc trần, lót sàn, màn hình Android, 4 cái vỏ mới. Đó, anh chị các bạn quan tâm thì cứ alo cho chiều đến coi xe nha. Giá cả còn thương lượng anh chị nha.